Long và Hồ Quang đã trải qua một thời gian tìm hiểu, đã có nhiều tâm đầu ý hợp. Hôm nay cũng là ngày lành tháng tốt hai bên gia đình. Chúng tôi tổ chức một buổi tiệc mừng ngày lễ thành hôn, xây dựng trăm năm hạnh phúc cho hai con. Hai gia đình đã thống nhất họ nhà trai chúng tôi đến đây xin tổ chức lễ rước dâu. But I won't be your victim. Oh, oh. Hôm nay là ngày vui của hai con, thì con thay mẹ và vợ chồng con cảm ơn ba mẹ Thảo Hàng hai bên đã dành thời gian đến tham dự, cũng như gửi những lời chúc phúc và những món quà cho tụi con. Con xin chân thành cảm ơn. Đầu tiên là con cảm ơn ba mẹ của con đã
mặc dù là rất là nhiều lần làm bé phiền lòng, nhưng mà hôm nay ở đây con muốn nói là con đã có gia đình riêng của mình. Đây cũng là ba mẹ có thể yên tâm mà mình con. Con cũng xin cảm ơn ông bà, cô dì, chú bác, họ hàng hai bên đã dành thời gian để mà về đây tham dự cái ngày vui của tụi con, cũng như là dành những cái lời chúc phúc và cái món quà đặc biệt cho hai đứa tụi con. Và lời cuối cùng là dành cho người mà hôm nay con chính thức gọi là chồng. 4 năm qua thì nói chung là để đến ngày hôm nay là cảm ơn, bởi vì lúc nào cũng luôn tôn trọng và con